Hello, Câu Bà Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em và quý vị. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị một bộ dàn karaoke gia đình có nhiều thiết bị thương hiệu Mỹ. Ví dụ như cục đẩy Crown 460CSL Made in USA, điện áp 120V, cặp loa đến từ thương hiệu Mỹ Bo 301 Series 5. Kèm theo đó là một con vang số NEC chính hãng FX8 và Shure UR29D Plus mẫu mới nhất. Hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả anh em bộ âm thanh karaoke giải trí những ngày xuân, làm cho không khí ngày xuân nó sẽ thêm nhộn nhịp, với cái giá rất là hợp lý. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Riêng cặp loa Bo 301 CD5 là hàng bãi, hàng từ công Mỹ gửi về chứ không phải là hàng do Nguyễn Hoàng phân phối tại Việt Nam, cho nên là anh em phải cân nhắc kỹ chút xíu. Dòng 301 Series 5 này nó có nhiều loại và nhiều đời. Và hiện tại em đang có một cặp 301 Series 5 hàng công Mỹ, hàng ship từ Mỹ về theo đường biển, cho nên là cặp loa vẫn còn tình trạng là đẹp theo năm tháng. Cái vang số FX8 này thì trên thị trường hiện nay cũng rất là phổ biến. Âm thanh với cái mức giá rất là hợp lý để chúng ta trải nghiệm rất là hay. Và cái mẫu Mixur UR29D Plus này thì hiện tại là mẫu mới nhất trong dòng Shure Copy. Thì chúng ta cũng chưa có đủ điều kiện để chúng ta chơi những cái sản phẩm chính hãng. Thì tạm thời thị trường Trung Quốc có những cái mẫu mic không dây Copy chất lượng cao để chúng ta trải nghiệm với cái giá thành rất hợp lý, mẫu mã rất là bắt mắt, rất là trông rất là đẹp và chất lượng cũng gọi là kha khá. So với hàng chính hãng, hàng mới thì so với hàng của chính hãng của Shure thì mẫu sản phẩm này cũng đáng để chúng ta trải nghiệm với cái giá thành rất hợp lý. Rồi sau đây em xin test sơ một đoạn nhạc mà để trải nghiệm cái bộ karaoke này như thế nào. Thì em cũng xin phép các bác là em hát không có hay, nhưng mà em chủ yếu là ngân nga một vài câu để cho các bác trải nghiệm về cái tiếng mic và cái tiếng nhạc và nói chung là chất âm của nó. Chứ em thì em không có biểu diễn ca hát, mà chủ yếu là em nhấm nháp một vài câu để cho các bác cảm nhận được phần nào về cái bộ âm thanh này. Còn trước khi các bác nghe thì các bác chịu khó đeo cái tai nghe vào, vì nếu mà nghe qua cái điện thoại thì chúng ta sẽ không cảm nhận được cái phần nào đó của âm thanh. Thì em cũng mong các quý vị và các bạn đeo cái tai nghe vào để cảm nhận phần nào đó về cái chất lượng âm thanh. Chứ còn thực tế thì quý vị và các bạn nên đến tại địa chỉ 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 để chúng ta trải nghiệm thực tế. Em xin mời quý vị và các bạn lắng nghe một đoạn. Em hát không hay nha, em chỉ nháp khoảng vài câu thôi để chúng ta cảm nhận cái vang số, cái vang cơ này và cái mic này nó thể hiện cái tiếng nó như thế nào. Còn loa Bo 301 CD5 thì chúng ta cũng không cần bàn cãi rồi ha. Và cục đẩy Mỹ Crown 460CSL này thì chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nữa, vì nó là một cái comble hoàn hảo rồi. Còn chúng ta chủ yếu là xem cái vang FX8 này và cái mẫu Mixur này nó thể hiện như thế nào. Và em cũng xin lần nữa nhắc lại là em không có cái hát hay, mà em chỉ nhấm nháp một vài câu để quý vị và các bạn nghe để cảm nhận phần nào thôi nha. Rồi em xin bắt đầu. Thank you.
chờ tin con. Khi thấy mai đào đỏ quanh bên đường, nắng trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Mẹ em bay đầy chúc nó, mà tiếng con vẫn dài hàng xa. Ôi nhớ sắc nào vừa dài đến vui, bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bức tranh trời xa đỏ hay hay đôi má đào. Con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ bóng cánh chơi, sẽ đem về cho ta áo mới. Ba ngày xuân đi khoe sắc diều, con biết bây giờ mẹ chờ em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chín trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân dày vắng nhà, em hát không được hay cho nên không thể hiện hết được cái bài hát, mong quý vị và anh em thông cảm. Em cũng tập tành mãi mới hát được một đoạn cho nên quý vị và các bạn đừng cười em nha. Em không có phải là ca sĩ cho nên chủ yếu thể hiện phần nào đó về cái bộ âm thanh này. Anh em có nhu cầu về ca hát vào cái dịp xuân 2020 này, liên hệ với em qua số điện thoại 090 782 7899. Cao Bồi Nguyễn Audio xin hân hạnh được phục vụ tất cả anh em và quý vị. Hiện tại thì đẩy crowd em còn rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu về đẩy crowd thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Mỹ, thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại để em giới thiệu về mẫu crowd em đang có. Và tiện sơ đây em quay những cái mặt hàng hiện tại em đang có ở đây. Xin mời các bác cùng xem nha. Rồi, và đây em còn hai con đẩy crowd Comtech 800. Những cái hàng hiện tại em đang để ở cái phòng quay này của em thì hiện tại là những con crowd này là xuất sắc, ruột gan xuất sắc. Còn bên ngoài thì không tránh khỏi những cái chày xước khi mà vận chuyển từ Mỹ về. Chúng ta cũng không tránh khỏi vì những cái cục này nó rất là nặng, nó trên 20kg và dưới 30kg. Hiện tại em có Crown Contact 1610, còn 3 con, và Crown Contact 800, 2 con. Bên này thì có con đặc biệt là con Crown Contact 1610 có 2 relay. Riêng con 2 relay này thì nó có cái gì đặc biệt? Thì trong cái clip, những clip trước em đã làm cái clip về con Crown 1610 này rồi, thì mời quý vị lục lại và xem giùm em. Còn anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để em cho hình ảnh cụ thể qua Zalo. Hiện tại thì em vẫn còn 3 con Crown XTI 2000, hàng thì đẹp trên 95%, ruột gan như là lấy trong xưởng mới ra vậy đó, mới tinh luôn, không có điểm trừ. Về hình thức bên ngoài thì cái nắp trên thì có xước sắc nhẹ nhẹ, không tránh khỏi cái phần đó. Còn về giao diện khuôn mặt của tất cả các em crowd đây là hầu như là không bị thẹo, không bị chày xước. Đó, đây là những cái con crowd còn lại của cửa hàng bên em. Anh em nào có nhu cầu về đẩy crowd, hàng chính hãng nha, em không bán hàng copy. Riêng crowd là em không bao giờ em bán hàng copy.
Cho nên là quý vị và các bạn nên yên tâm về cái thương hiệu này. Em không bán những cái hàng mà Crown nhái của Trung Quốc, em chỉ bán những cái hàng chính hãng của Crown, hãng Crown sản xuất, hàng bãi cũ hoặc là hàng mới. Đó, nhưng hiện tại thì hàng mới em không có, em chỉ có hàng bãi của Mỹ thôi. Đây là Crown XTI 2000. Những dòng XTI 2000 này thì các bác cũng hiểu rằng là công suất nó rất là khủng. Đó, mỗi kênh của nó tối thiểu là 1225W một kênh. Có nghĩa là nó là đồ chuyên nghiệp. Và điều đặc biệt nữa là cái con Crown này nó có kết nối với máy vi tính để chúng ta chỉnh hiệu ứng âm thanh bên trong. Nó giống như kiểu văn số vậy đó. Đó, mà phần mềm này thì nó cũng rất là dễ. Còn chúng ta không có chỉnh bên trong thì nó đang ở chế độ mặc định. Đó, và bên trong này, đây là những cái mã mà ở một cái chương trình show lớn ở bên Mỹ người ta đã làm và người ta có ký hiệu đây. Và cái cặp loa để đánh nó là đây là monitor 4A 4B, có nghĩa là cái con này nó đánh hai cái loa đó, và đây là đánh hai cặp loa đó, và đây thì nó lại đánh hai cặp. Thì trong này em đã set up reset về chế độ mặc định, chúng ta muốn đánh hay đánh dở gì thì chúng ta chỉnh qua hiệu ứng của vang số hoặc là bằng mixer nha. Đó, còn ở trong này nó vẫn có một số cái chương trình mà bên Mỹ người ta đã cài sẵn ở trong này. Chúng ta chỉ cần xâm nhập và chúng ta chọn cái chương trình đó cho phù hợp với cái thể loại nhạc mà chúng ta muốn chơi. Đó, thì trong này là nó đã có một số chương trình ở bên nước ngoài nó đã cài và nó set ra trong này sẵn rồi. Nếu chúng ta có nhu cầu thay đổi về chất âm thì chúng ta kết nối phần mềm vào đây. Cái phần mềm này nó cũng rất là dễ nha. Ở trên mạng, ở trên mạng và cái hãng Crown này nó có cái phần mềm này. Thì chúng ta chỉ cần kết nối vào. Và riêng em nói sơ lại một tí xíu là cái mẫu Crown 1610 này. Thì cái phiên bản đặc biệt này là em còn một con, là cái con này nó có cái remote, có cái chữ remote. Đó, cái chữ remote. Cái chữ remote này là nó có cái cổng LAN và nó chạy qua cái relay, là nó có cái nhiệm vụ mở nguồn từ xa, có nghĩa là một cái sân khấu lớn và nó không để cái cục đẩy này gần sân khấu mà nó để chỗ nào đó để cho nó thoáng mát, thì có thể điều khiển từ xa bằng cách là mở nguồn. Đó, mở nguồn nha. Cái remote này là nó để mở nguồn cho cục đẩy này nó hoạt động, chứ không phải là khiển lớn nhỏ cái cục đẩy này. Đó, em cũng giới thiệu sơ vậy. Và đây là cái con cuối cùng và cũng là cái con đẹp nhất trong cái lô Crown mà có hai cái relay và nó có cái chữ remote này, là đây là cái con cuối cùng. Đó, và cũng là cái con đẹp nhất. Đó, ruột gan thì chúng ta không phải bàn luôn, rất là đẹp. Vì những cái con đẹp thường thường là em để phần cuối cùng để chúng ta bán hoặc là chúng ta chơi, cho nên là cũng không bao giờ em bán những cái con mà đẹp nhất đầu tiên, vì thường thường là những con mà xấu mà chúng ta để sau cùng thì chúng ta sẽ rất là khó bán. Đó, thì em cũng có chia sẻ đôi lời với quý vị và các bạn. Và về đẩy Nhật thì em cũng có rất nhiều, giá thành nó rất là mềm mại nha. Đây là con Dam A100. Đó, con này thì chắc nhiều fan cũng biết là giá thành nó rất mềm mại, đánh loa bô, loa BMB rất là ok. Hàng còn trong bao shop cũng chưa có tháo ra luôn. Tình trạng là hoạt động tốt nha. Đó, em xin giới thiệu sơ về những con đẩy mà hiện tại cửa hàng của em vẫn còn. Và đây là những con âm ly mà ngày mai em sẽ làm clip giới thiệu về những con âm ly Sony này. Đây là những con âm ly nghe nhạc ở trong nhà. Công suất cũng không có lớn nhưng mà nghe thì âm thanh rất là tuyệt vời. Rồi, và bây giờ thì em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn là cặp loa này về và em cũng vẫn chưa có vệ sinh. Em vẫn còn để trong cái tình trạng là nó còn bụi lắm. Và em cũng muốn nôn nóng là Tết rồi, cho nên là cũng muốn giới thiệu đến tất cả anh em. Đây, cặp loa này là viền vẫn còn zin nhé. Viền đây là còn zin. Đó, rất là đẹp luôn. Cái viền này nó có cái màu, em không biết tả nó màu gì nữa. Nó màu hơi vàng vàng nhẹ nhẹ, hơi xám xám. Đó,
camera nó quay thì thực tế thì ngoài nó cũng giống y chang vậy nha quý vị. Cho nên là tất cả anh em cũng đừng có lo lắng là cái camera này nó quay và thực tế nó có khác nhau, nó không hề khác nhau nha. Em luôn luôn để chế độ hình ảnh và thực tế nó tương đồng với nhau. Chứ còn tất nhiên là qua camera thì phần nào đó thì nó cũng không có thực tế lắm. Nhưng mà em cũng cố gắng làm sao đưa cái hình ảnh nó thực tế nhất để khi chúng ta mua hàng từ xa và nhận được cái món hàng nó đúng giống như trong hình ảnh mà chúng ta đã xem. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm nha. Rồi để em quay đằng sau cặp loa cho quý vị và các bạn cùng xem. À, đây là cái loa bên phải. Đây, để em quay sát vào nha. Đó, ở đây là phía bên phải nó có cái chữ Rai. Đó, và cái phần trên này nè. Đó, nó cũng có cái chữ Rai. À, chữ Rai này là chữ bên phải nha. Đó, cặp loa thì nói chung là về trong tình trạng là không có bị bể, không có bị dập. Góc cạnh cũng còn ok. Đó, loa thì màng vẫn còn zin. Và gân cũng zin. Nói chung là tình trạng là hát tốt. Đây là em nói là hàng này là hàng bãi nha, không phải là hàng của Nguyễn Hoàng phân phối ở Việt Nam, cho nên là chúng ta yên tâm về cái chất lượng ha. Chúng ta chơi hàng bãi thì chúng ta cũng biết rồi. Cái chất lượng của hàng bãi và cái chất lượng hàng mới nó có cái sự chênh lệch rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà tới 2020 mà chúng ta vẫn đi tìm những cái cặp loa hàng của bên nước ngoài. Vì cái tiêu chuẩn mà để mà tiêu thụ trong cái nước bản xứ như Mỹ thì cái chất lượng nó sẽ hoàn toàn khác với một cái cặp loa Bo 301 Series 5 mà xuất đi tất cả các nước trên thế giới. Nó sẽ khác, đặc biệt là xuất qua Trung Quốc, xuất qua Việt Nam hoặc các nước châu Á. Thì những cái cặp loa mà 301 Series 5 thì có chất lượng hoàn toàn khác và âm thanh nó cũng khác nữa nhé. Đó là lý do tại sao mà chúng ta luôn luôn tìm và sở hữu những cặp loa được bán và sử dụng trong thị trường Mỹ. Vì cái chất lượng âm thanh của nó hoàn toàn khác. Vì bản thân em cũng đã được trải nghiệm cho nên em biết được là tại sao nó khác. Thực sự ra thì khi mở ra bên trong thì chúng ta cũng có thấy nó chả có gì khác mấy. Cũng có bóng đèn, cũng có tụ cản, cũng có mấy cái loa chép. Nhưng mà em cũng không hiểu lý do nào mà cũng một cặp loa đó đều là 301 CD5, nhưng hai cặp loa nhìn hình thức giống nhau tất cả mọi thứ, nhưng chất âm khi đánh cùng một con âm ly tiếng nó hoàn toàn khác. Đó là điều rất là lạ. Một cặp thì được phân phối tại Nguyễn Hoàng ở Việt Nam và một cặp loa bãi. Thì cái cặp loa bãi, cái chất âm của nó, tiếng bass nó sâu hơn, nó chép nó nhuyễn hơn. Và cái cặp của Nguyễn Hoàng nó hoàn toàn là mới. Nó hoàn toàn là mới nhưng mà được sử dụng qua tại Việt Nam rồi, nhưng đánh cái tiếng nó rất là khô và cứng. Em cũng không hiểu lý do tại sao mà hàng chính hãng với nhau, hai cặp đều là chính hãng nhưng cùng một model là 301 CD5 nhưng tiếng nó hoàn toàn khác nhau. Đó, cho nên là đó là trong một những cái tiêu chí và lý do hàng đầu chúng ta luôn luôn chọn những cặp loa hàng bãi để chúng ta chơi, vì cái chất âm của nó hoàn toàn khác. Đó. Rồi, em hơi dài dòng một tí xíu để chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm mà em biết. Rồi, để em quay đằng sau nha, bên kia là bên phải rồi. Thì bây giờ cái bên này là cái bên trái nha. Ở bên trái thì nó sẽ có cái chữ là LED. Cái chữ LED. LED right, LED này. Rồi, để em quay gần gần nha. Cái loa này không bị gì, nó chỉ là dơ thôi mà em chưa có lau nha. Tại vì em cũng muốn sâu luôn vì Tết rồi. Mình cái gì nhanh chóng để anh em còn có nhu cầu thì lựa chọn ha. Đó, chữ LED ha. Và để em vạch cái dây để cho các bác cùng xem đây. Đó, công suất từ 10 đến 150W nha. Đó, có nghĩa là dùng với một con âm ly, ở đây nó có viết nè, là dùng với một con âm ly chạy từ 10 đến 150W một kênh. Đó, chạy điện trở, có là trở kháng từ 4 đến 8 ohm.
Đó. Và đánh liên tục, có nghĩa là chúng ta chơi liên tục trong nhiều giờ ở mức 75W, ở mức 6 ohm. Đó. Wow, cặp này nó có cái Made in the USA nha. À, Made in the USA. À, đặc biệt ha. Đây là cặp loa này nó lại có Made in the USA. Hiếm có cặp Labo 301 Series 5 nào mà Made in the USA lắm. Nó thường thường nó là Mexico không à. Rồi để em kiểm tra cái bên này coi. Rồi. À, rồi, hôm nay em may mắn nha các bạn. Hôm nay em may mắn nha các vị. Hôm nay em may mắn là em biết được là cặp loa này là cặp loa của Mỹ sản xuất, 301 Series 5 Made in the USA. Đây. Hôm nay quý vị và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nha. Rồi. Đó, thấy chưa? Cái tem bên này là cái tem bên phải nha. Đó. Và ở đây nó có ghi nè, Made in the USA. Đó, thấy chưa? Đây không phải là cái loa Made in Mexico, mà đây là cái loa Made in USA. Có nghĩa là cặp loa này được sản xuất tại Mỹ. À, em nghĩ là chắc nhiều bác là cũng có những cặp loa như thế này, nhưng mà chắc là hiếm, không có nhiều lắm đâu. Vì bản thân em đến giờ này em quay cái clip này em mới biết nó là loa này sản xuất tại Mỹ. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị và tất cả anh em theo dõi cái clip của em. Hôm nay em quay cái clip này gửi đến tất cả anh em có nhu cầu chơi về ca hát, liên hệ với em nhé. Giá thành rất hợp lý. Và cặp loa thì may mắn hôm nay em làm clip em mới xem là em mới biết nó. Em cứ tưởng Mexico không đó. Em cứ tưởng nó là Mexico mà không ngờ bây giờ là em mới biết nó là Made in the USA. Có nghĩa là cặp loa 301 Series 5 này, nó là cặp loa do Mỹ sản xuất. Đó. Bữa nay em mới biết là cái cặp loa 301 Series 5 này là do Mỹ sản xuất. Vậy là quý vị và các bạn yên tâm nha. Chắc chắn không phải là do Nguyễn Hoàng phân phối rồi đó. Vì hàng của Nguyễn Hoàng phân phối nó là Made in Mexico. Còn hàng bãi mà kiếm được cặp loa mà Made in USA mà 301 Series 5 thì chắc chắn là sẽ có, nhưng mà nó cũng không nhiều lắm. Rất là hiếm. Đại đa số nó là Made in Mexico. Rồi, anh em nào có nhu cầu hãy nhấc máy lên và alo ngay cho em. Đừng nhắn tin, đừng comment, mà để người khác, người ta gọi điện, người ta mua trước mình, thì cuộc gọi đến sau là cuộc gọi không thành công. Đó. Cho nên là tất cả anh em nào có nhu cầu về cặp loa Bo 301 Series 5 hàng Mỹ này. À, đây là Mỹ nồi luôn nhé. Made in USA, Made in the USA là Mỹ nồi luôn. Cho nên là tất cả anh em có nhu cầu về Bo 301 Series 5 hàng Mỹ nồi thì nhanh chóng nhấc máy lên và gọi cho em. Đừng comment, đừng inbox, đừng nhắn tin. Gọi ngay cho nóng. Đó. Món gì nóng chúng ta ăn cũng rất ngon. À, để nguội nguội ăn không ngon. Cho nên là nhanh lên nha. Quý vị sau khi xem clip này rồi thì chúng ta nhấc máy lên gọi ngay cho em, kể cả 2 giờ sáng em vẫn nghe. Đó, em phục vụ các bác 24/24. Cho nên là quý vị và các bạn đừng ngần ngại nha. Từ đây đến giao thừa em luôn luôn nghe máy bất kể giờ nào. Cho nên là quý vị và các bạn đừng ngần ngại gọi cho em, kể cả là 2-3 giờ sáng các bác xem rồi, các bác hứng rồi các bác gọi ngay. Em đang ngủ em mà thấy Money bác Hồ tới là em bật dậy ngay. Em nghe các cuộc gọi của các bác. Đó, em phục vụ các bác tận tình. Và một điều nữa em chia sẻ một chút xíu là quý vị và các bạn ở xa, nếu như ngại mua hàng của em mà COD là em nói trước là em không COD.
hãy gọi, hãy xem những cái clip trước đây em đã làm thì có rất nhiều khách hàng đã mua hàng của em ở xa, còn những khách hàng ở Sài Gòn thì em không có làm, hạn chế làm khách hàng ở Sài Gòn. Vì ở gần thì nhiều khi làm nó cũng không hay lắm, mà em làm những cái clip mà khách hàng mua hàng của em, ví dụ như là Hưng Yên, Vĩnh Yên, rồi Lạng Sơn, cái gì nói chung là những cái tỉnh xa xa, là em làm những cái vị khách xa đó là họ đã mua hàng của em, thì họ đã đặt niềm tin ở em, thì các bác cứ gọi trực tiếp cho những vị khách hàng đó để kiểm tra độ uy tín của em, là những cái món hàng em bán có đúng như mô tả trên clip hay không. Đó, như vậy nha các bạn. Và quý vị kiểm tra thông tin độ uy tín của em trước khi giao dịch để mất công đôi bên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của em. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn clip ngày mai.